Sắp tới hai bên gia đình sẽ gặp mặt nhau, rồi còn ngày cưới nữa. Nội muốn biết con có muốn ba mẹ con có mặt hay không? Dạ, cái này thì Ông ấy thì không sao, nhưng nếu là bà ấy thì tội nghiệp cho chị ba lắm rồi. Có ông ta cũng tội y chang vậy. chị hai, đám cưới chị ba để cho chị ba quyết định đi. Bảo anh. Dạ. Ý còn sao? Dạ, chắc chuyện này con nhờ nội và dì sắp xếp giùm con. Em có nói cho Đông Quân biết về họ chưa? Dạ chưa. Đâu có được, phải nói cho bên đó biết chứ, lỡ như bên đó không thích thì sao? Con không được chê cha mẹ khó. Nếu Quân nó chê cha mẹ con thì phải xem lại đấy. Anh Quân không có như vậy đâu nội. Con sẽ nói chuyện này với anh. Anh Tư, hay là em với anh đi kiếm bà ta đi. Để bà ta quậy tưng cái đám cưới lên luôn hả? Trời ơi, mắt của con nhìn thấy là được rồi hả? Cảm ơn trời Phật, cảm ơn tổ thần đất đai. Gì là gì gì cái gì gì là mẹ của con nè, là mẹ của con đây. Bà tới đây làm gì? Mình đi chỗ khác nói chuyện đi. Đúng đó. Cái gì vậy? Tụi con nói cái gì vậy? Hôm nay mẹ tới đây á là để phụ cho nội của con, để lo cho đám cưới của chị con nè. Đừng có xuất hiện nữa là giúp đỡ lớn nhất rồi đó. Con này ăn nói kỳ cục. Mẹ hiểu rồi. Ý là con ganh tị với em con chứ gì. Hồi đám cưới của con á là mẹ không có lo, rồi bây giờ mẹ đi lo cho đám cưới của em con, đúng không? Cái gì? Tôi ganh tị hả? Nghe ai? Con với mẹ đi chỗ khác nói chuyện nha. Trời ơi, con nhỏ này bị điếc hả? Nó nói là không có đi đâu hết á. Bữa nay mẹ phải ở đây để gặp mặt xui gia, gặp mặt con rể tương lai của mẹ, để lo cho đám cưới của chị con. Trời đất ơi, con ơi, sao vậy? Đi vô trong mẹ trang điểm lại cho, mặt mày lem luốc hết rồi. Mẹ dặn nè, bữa nay có chuyện gì á, đừng có làm phiền nội, cứ để mẹ lo cho con nha. Con nói là mình đi chỗ khác nói chuyện đi. Châu, buông dậy, buông tao ra. Tụi bay làm cái gì vậy hả? Buông ra, khốn nạn, hai cái đứa này. Buông. Anh có sao không anh? Trời ơi, đỡ lên tôi còn hỏi nữa. Có sao không anh? Đau lắm không anh? Trời ơi, buông ra. Hai cái đứa này mất dạy. Hai cái này khốn nạn lắm. Tụi mày có tin tao? Đủ rồi. Con xin mẹ, con xin mẹ đó. Mẹ đừng làm chuyện gì ảnh hưởng đến chị ba hết. Muốn gì? Tiền đến tụi con nè. Tụi mày có tiền không? Mấy đứa nhỏ không có tiền đâu. Nói vậy là con có tiền đúng không? Con mới là con ngoan nè. Con càng không có tiền. Mà nếu có tiền á thì cũng không sử dụng những chuyện vô lý như vậy đâu. Chắc mẹ nghĩ mẹ phải gặp mẹ chồng của con, để nói mẹ chồng của con phải dạy con lại ngay từ đầu. Mẹ, con không ngại đâu. Ngay từ đầu con đã nói chuyện rõ ràng với mẹ anh Quân, cho nên chắc chắn là bác ấy cũng không bất ngờ nếu mà gặp một ai đó hay là nghe một câu chuyện gì đó đâu. Mày đừng có cứng miệng. Ngày hôm nay không có đứa nào cản được tao đâu. Không ai cản hết. Nếu mà cản được hôm nay cũng không cản được ngày mai, không cản được ngày mốt. Thích làm gì thì cứ tự nhiên, xin mời. Là mày thách tao đó nha. Mẹ suy nghĩ kỹ đi. Nếu như mẹ quậy ngày hôm nay, mẹ mãi mãi sẽ không có con đường quay lại đâu. Nếu mà quậy á thì mất hết, còn không quậy thì còn chút gì đó phòng thân cho sau này. Sẽ gặp lại sau. Đón xem Gạo Nếp Gạo Tẻ phần 2 lúc 20 giờ từ thứ Hai đến thứ Tư trên kênh HTV2 V Channel. Xem ngay ngoài hàng Anh có bộ Vion VIP và 4 kênh cá cộng chỉ 149.000 đồng.
xem Rap Việt phát sóng đầu tiên trên Vion.